cô Thúy đi bên hướng bên để thăm mẹ. Mẹ là bạn gái của cô chị Thúy mà vừa là em gái nữa, cho nên đầu năm mà đi về hướng bên thì quá tốt. Thủ đô của ta mà ta đã ở đây bắt đầu hồi đầu năm 86 và bây giờ ta lại trở về nơi chốn này và là cái đầu năm của con mèo đấy nhá. Rồi cảm ơn bé Huy Chương đã quay cho cô chị Thúy cũng như có chị Nguyệt một chút, rồi quay vào cái con tôm này. Là mẹ biết là chị Thúy rất là thích ăn cái tôm luộc giống như là người Phú Quốc vậy, và qua trơn là nước mắm nó rơi vào. Còn quay Bác Kiều một chút. Bác Kiều là ngày xưa cũng ở trên bên này, cũng biết luôn mẹ của bé nha con. Và đó là em Thiên Thanh, con gái út của Bác Kiều, quay về em Thiên Thanh. Rồi xong rồi chuẩn bị là đợi chủ nhà, chủ nhà Kim Chi. Đầu năm ta có gọi Kim Chi. Kim Chi, Kim Chi. Kim Chi ơi đói buồn. Đói quá. Đói. Mẹ. Rồi. Không. Rồi. Ta mẹ chưa tới thì cô Thúy làm gì con biết không? Là cái con tôm này nè con. Nè. Con tôm này mình phải làm sao? Nhắm mắt lại. Bỏ đi mẹ. Cái chân lột. Nó ngon gì thôi á. Mẹ nè, mẹ kỳ quá. Mẹ Kim Chi đầu năm cho gì Thúy đói. Đói buồn.